Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Tiếp theo video này thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh mình đi đào củ hoa thực dược. Đây là những cây hoa thực dược khi mà đã hết mùa. Lúc này cây vẫn rất là đẹp các bạn. Nay thì mình sẽ đào lên để mình dồn nó vào và để mình chăm sóc cho nó dễ các bạn. Để nó lang thang khắp vườn này. Nói chung là mình không che mưa che nắng được các bạn. Giờ mình sẽ đào lên cho các bạn xem. Bên mình có cung cấp củ giống hoa thực dược các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu mua giống thì cứ nhắn tin cho mình. Nhắn tin vào cái số điện thoại mình để ở dưới. Đây, những củ hoa thực dược màu cam rất đẹp các bạn. Mình sẽ phải đào để mình dồn vào. Mình sẽ đào những cái luống này để mình dồn vào để mình chăm sóc làm cây giống các bạn. Vì hoa thực dược này, nếu mà mùa này chúng ta cứ để ngoài vườn mưa nhiều ngày nó sẽ bị thối củ các bạn. Rễ rất là đẹp các bạn. Đây là những cái cây thực dược màu cam các bạn. Đào hết nó lên để dồn nó vào. Cứ độ 5-6 luống thì mình dồn vào một luống để mình che mưa che nắng cho nó các bạn. Còn nếu để lang thang như này, mưa gió nó không tốt. Hôm trước mình đã đào mình bênh lên rồi đấy các bạn. Hôm nay chỉ việc đào qua cái là nó lên rồi các bạn. Mình đào bênh lên để cho nó ra rễ. Cho nó ra rễ mới các bạn. Hôm nay chỉ đào lại. Đem đi trồng các bạn. Để nó bao la mênh mông cả vườn như này. Chúng đào lại để dồn vào, che đậy cho nó qua cái mùa hè này. Bốn năm luống mình dồn vào một luống các bạn. Mình trồng vào che mưa che nắng qua cái mùa hè này. Đến khoảng tháng 8 âm thì bắt đầu mình sẽ cắt những cái mầm như này các bạn này. Mình dâm, lúc đó là mình sẽ có cây giống mình trồng. Mình sẽ cung cấp cả giống ra ngoài thị trường. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu trồng hoa thực dược thì cứ nhắn tin cho mình. Bên mình bán củ giống từ bây giờ cho đến coi như là hết tháng 10 âm các bạn. Tháng 10, tháng 11 âm bên mình vẫn bán củ bán cây. Thực dược rất dễ trồng các bạn, hoa rất là đẹp. Các bạn có thể trồng chậu, trồng luống. Mình là nhà vườn nên mình chuyên trồng để mình cắt cành là chính các bạn. Rồi trồng hoa cắt cành cung cấp cho thị trường. Nhưng mình không có trồng hoa chậu. Trong vườn thì mình lúc này nó phải có 5-6 tấn các bạn. Có chùm củ rất là to nhưng có chùm củ rất là nhỏ. Củ rất là đẹp các bạn, dễ dễ trắng hết rồi đây. Về trồng cái là sống ngay. Hoa thực dược để trồng được tất cả 3 miền Bắc Trung Nam để trồng được hết các bạn. Trong miền Nam miền Tây nhiều bạn trồng hoa cũng rất là đẹp. Còn những cái vùng khí hậu mát như là Mộc Châu, Sapa, các vùng Tây Nguyên, Đà Lạt, Đắk Lắk, nói chung là những cái vùng mà khí hậu nó mát một chút thì hoa nó ra quanh năm các bạn. Trồng rất là dễ đấy các bạn.
cái khóm này các bạn về trồng xong các bạn cho nó lên mầm, các bạn cắt mầm ra, các bạn dâm vào cát là nó có dễ. Các bạn nhân ra các bạn thao trồng. Còn nếu chúng ta không muốn nhân thì chúng ta cứ trồng cái chùm này vào cái chậu. À, sau nó tốt rồi nó sẽ có hoa. Trồng dễ như trồng rau các bạn. Không mấy khi phải dùng đến thuốc hóa học. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.